thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến cuối tháng 9 năm 2021. Sở Y tế vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị về việc tăng cường hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về vận chuyển và giao sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Nóng Hôm Nay của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, như thường lệ sẽ là chuyên mục Điểm Tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều qua, ngày 13 tháng 9, phát biểu tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, so sánh với mục tiêu nghị quyết số 86 của Chính phủ đề ra và tiêu chí của Bộ Y tế, thì thành phố Hồ Chí Minh còn một số nội dung chưa đạt tiêu chí về kiểm soát dịch. Do vậy, để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn và từng bước nới lỏng, phục hồi hoạt động kinh tế xã hội, thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo tinh thần chỉ thị 16 thêm một thời gian nữa, dự kiến đến cuối tháng 9. Theo ông Mãi, một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như các quận, huyện Cần Giờ, Củ Chi, quận 7, Phú Nhuận, Nhà Bè, quận 5 và 11 có thể áp dụng chỉ thị 16 trừ hoặc chỉ thị 15 cộng để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững và để thành phố có thêm thời gian cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi, mở cửa sau dịch. Từ nay đến cuối tháng 9, ông Mãi cũng đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ông nhấn mạnh đến kế hoạch phục hồi kinh tế. Thời gian tới, thành phố sẽ thí điểm mở thêm các dịch vụ an toàn để phục vụ nhu cầu của bà con, cộng đồng doanh nghiệp. Ví dụ như sản xuất thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, các dịch vụ về giao hàng, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông, báo chí, dịch vụ công ích, các dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân, ông Mãi nói. Sở Y tế vừa có văn bản khẩn gửi đến Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, bệnh viện dã chiến, khu cách ly F0 toàn thành phố về việc tăng cường hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế ở các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên. Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị đã rút nhân viên ra khỏi bệnh viện dã chiến, lập tức bổ sung nhân lực thay thế đầy đủ, bảo đảm quân số, tránh tạo áp lực công việc lên nhân viên còn lại. Ngoài ra, đảm bảo thời gian nghỉ sau khi kết thúc ca trực cho các nhân viên y tế, không để họ làm việc liên tục trong thời gian dài mà không có ngày nghỉ. Hạn chế sử dụng nhân viên y tế vào vị trí hành chính nhằm đảm bảo công tác chuyên môn. Trong tình hình thiếu nhân lực hành chính, Sở đề nghị bổ sung lực lượng sinh viên, tình nguyện viên vào các vị trí hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Các đơn vị cung cấp thực phẩm, điều chỉnh chế độ ăn, đảm bảo dinh dưỡng, có thêm lựa chọn phù hợp khẩu vị mỗi vùng miền. Nhân viên y tế không may mắc COVID-19 cần được đảm bảo chế độ ăn tối thiểu như thường ngày. Không áp dụng chế độ của người bệnh dành cho nhân viên y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về vận chuyển và giao sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức và trường học nhanh chóng hoàn tất phân loại và bàn giao sách cho hai đơn vị bưu điện thành phố và Viettel Post trước ngày 12 tháng 9. Đề nghị Công an thành phố tiếp tục tạo điều kiện lưu thông cho các lực lượng được huy động thực hiện nhiệm vụ phân phối sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh đến hết ngày 15 tháng 9. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn khẩn trương phối hợp, hỗ trợ các trường học để đảm bảo phân phối sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh kịp thời, phục vụ cho năm học mới. Đối với các quận, huyện có tỷ lệ học sinh chưa có sách giáo khoa còn cao và tỷ lệ giao sách giáo khoa chậm, gồm quận 3, 4, 7, 10, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 13 tháng 9 gần như bất động, giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 1786 tới 1789 USD trên 1 ounce, chưa thể lấy lại mốc 1800 USD trên 1 ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 49,3 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 10 USD trên 1 ounce, tương đương giảm khoảng 280.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Cùng chiều với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm nhẹ, chỉ khoảng 50.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp mua vào ở mức 56,6 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 57,3 triệu đồng một lượng.
chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC với giá vàng thế giới lại bật lên mức cao, quanh ngưỡng 8 triệu đồng một lượng, và giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng trang sức khoảng 2,2 triệu đồng một lượng. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, các sàn giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước chìm trong sắc đỏ. Kết phiên 13 tháng 9, VN Index giảm 3,88 điểm, còn 1.341,43 điểm. HNX Index giảm 1 điểm xuống còn 349,05 điểm. Upcom Index giảm 0,15 điểm xuống còn 95,26 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh tăng 25,8% lên 27.226 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 26% lên 21.672 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng trong phiên lên hơn 400 tỷ đồng. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, khuya ngày 12 tháng 9, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân, Bình Thuận tuần tra trên quốc lộ 1A phát hiện một xe đông lạnh đang dừng đỗ có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra bên trong thì sững sờ khi nhìn thấy trong thùng xe có chứa 15 người, trong đó có cả trẻ em. Lúc này, một số người đã vã mồ hôi, có dấu hiệu khó thở. Cảnh sát giao thông đã đưa tất cả những người này về chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận. Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội Social Life để cùng lắng nghe những chia sẻ, nhận định của ông xung quanh câu chuyện này. Thưa ông, cảm xúc của ông như thế nào khi đọc được thông tin mà báo chí phản ánh về việc một chiếc xe container đông lạnh chở 15 người, trong đó có cả trẻ em, trốn trong thùng xe về quê tránh dịch ạ? Cách đây vài tuần thì bản thân tôi có một cái dự cảm là sau ngày 15 sẽ có những cái đợt mong muốn người dân sẽ trở về quê. Điều đấy nó phản ánh một cái nhu cầu rất là cơ bản, như là chúng ta xét về những cái thang nhu cầu về cơ bản, để được bảo vệ, về nhu cầu để mà sinh tồn, xét cho cái nghĩa về cái nguồn lực cũng như là yếu tố tinh thần. Tuy nhiên thì tôi cũng không lường được là có một cái hình ảnh là người dân họ phải trốn trong cái thùng xe container. Điều này nó phản ánh một cái chiều cảm trầm trọng về cái việc mà cái tâm lý bị mắc kẹt. Và cái từ cái tâm lý mắc kẹt thì nó dẫn đến cái xu hướng phân mẫu hành vi là muốn vượt thoát khỏi cái sự mắc kẹt đó. Điều này nó không, nếu xét về các cái phân mẫu hành vi thì chúng ta có thể giải thích được cái chuyện đó. Và điều này nó cũng đòi hỏi những người nhà chính sách bên cạnh các cái chiến lược mang tính chất vĩ mô, thì nó cũng đòi hỏi một cái góc độ quan tâm về mặt khoa học hành vi, khi mà chúng ta hiểu dân chúng đang có cái nhu cầu gì nhằm chúng ta đáp ứng. Bởi vì nếu không thì các cái hiện tượng tương tự như vậy, hoặc là may mắn là chưa xảy ra những cái hệ lụy đau lòng. Tuy nhiên thì đây là những cái chỉ báo cho chúng ta thấy rằng là cái phân mẫu hành vi đang có cái xu hướng như vậy. Và điều đó chúng ta cần phải rất là quan tâm trong cái việc chính sách trong thời gian sắp tới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giãn cách ít nhất là từ nay đến ngày 30 tháng 9, trước khi bước vào những giai đoạn nới lỏng tiếp theo. Trong bối cảnh thành phố buộc phải giãn cách như vậy, vẫn còn nhiều người dân có mong muốn về quê tránh dịch. Thủ tướng cũng đã lên tiếng và nói các tỉnh tạo điều kiện cho người dân về quê. Nếu chúng ta không thực hiện quyết liệt việc đưa người dân về quê an toàn, thì có thể tạo ra những hệ lụy, ảnh hưởng gì trong thời gian sắp tới về mặt đời sống, sức khỏe tinh thần, y tế của người dân bị mắc kẹt ở lại đây ạ? Chúng ta biết rằng là những người lao động tự do hầu hết là những người lao động di cư. Nghĩa là và cái thời gian đại dịch nó kéo dài đến nay là hơn 3 tháng tính từ cái đợt bùng phát lần thứ tư này.
thì cái tâm trạng chung trong cái giới nghiên cứu khoa học xã hội đều gọi cái tình trạng của những người này những người bị mắc kẹt, và họ chịu một cái gánh nặng hơn những cái cư dân địa phương ở hai cái chiều cạnh. Thứ nhất là gánh nặng từ hai đầu. Thứ nhất là gánh nặng tại chỗ khi cái nguồn lực sinh tồn, các cái nguồn dự trữ, tất cả đều là suy giảm, dường như là đến cái mức đáy. Mặc dù chính quyền thành phố luôn luôn có những nỗ lực cung cấp những cái gói chính sách, gói an sinh về lương thực, hỗ trợ tài chính, bây giờ không phân biệt là có hộ khẩu hay tạm trú không. Tuy nhiên thì với cái chi phí cũng như là tâm trạng và đặc biệt là con người, người ta sống với một tổng hòa các cái nhu cầu, chứ không chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn, ngủ, sinh tồn như bình thường, mà đời sống con người là một tổng hòa các nhu cầu. Cái gánh nặng thứ hai là gánh nặng đối với họ ở quê nhà, khi quê nhà có người thân, mối quan hệ, tình thân ruột thịt. Khi những lúc khó khăn, ngày thường thì những cái mối liên kết làm việc, gửi tiền về quê gắn kết với nhau, và khi những cái biến cố xã hội như vậy thì cái nhu cầu được gắn kết với gia đình là một nhu cầu rất là lớn. Và chúng ta sẽ thấy rằng đó là mặc dù cái giới nghiên cứu về báo giới cũng đã lên tiếng trong cái việc gắn kết hai đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương với các tỉnh thành, thì chúng ta sẽ thấy rằng là một số tỉnh đã chuyển động rất là tốt, nhưng một số địa phương thì cũng chưa có những cái chuyển dịch nhất định. Xét ở về mặt trách nhiệm xã hội, những cái đóng góp của những người di cư cho cái vùng quê, các cái nghiên cứu cho thấy cái đóng góp của những người di cư nội địa hàng năm tổng số tiền còn lớn hơn tiền mọi hồi gửi về quê nhà. Điều đấy là một sự đóng góp rất là quan trọng, và trong những cái thời khó khăn này, cái tình ruột thịt đồng hương quê nhà thì nó đòi hỏi các cái địa phương phải có cái trách nhiệm. Bởi vì chúng ta hình dung rằng đối với tâm trí của một con người thì chúng ta không thể quản lý con người bằng văn bản chính sách, bởi vì khi người ta muốn thì người ta sẽ tìm nhiều cách để thực hiện cái chuyện đó. Chính vì vậy, khi mà chúng ta hiểu được cái tâm tư của người dân thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp đáp ứng để làm sao nó hài hòa giữa cái lợi ích, nhu cầu của người dân, người lao động tự do sau bao nhiêu năm làm việc ở đô thị cũng khá mệt mỏi rồi. Những cái giai đoạn này khó khăn lắm rồi. Cái việc mà sự đón về, đương nhiên đón về nó cũng gây áp lực cho địa phương. Nhưng nếu chúng ta chia sẻ cái chuyện này với người dân thì chắc chắn là người dân cũng sẽ chung tay. Chúng ta đã từng vượt qua những thời khắc khó khăn từ trong lịch sử chiến tranh, địch họa. Và có lẽ rằng cái tinh thần đó cũng sẽ cần phải phát huy trong cái giai đoạn này. Bởi vì nếu không cứ tiếp tục đà này ra thì tôi tin chắc rằng sẽ có những cái bất ổn về mặt xã hội. Bởi vì tôi như tôi nói, tâm trí con người nó không phải là một cái tư duy lý tính bình thường, mà người ta có cảm xúc và người ta hành động. Khi người ta rơi xuống cái ngưỡng sinh tồn thì người ta có sẽ hành động mà không ai có thể đoán định được những cái quy luật về hành vi. Như vậy thì chúng ta sẽ phải nói rằng là cái việc mà chung tay cộng đồng xã hội để chúng ta cùng gắn kết với nhau, vì chung quy lại chúng ta cũng là người Việt Nam, và trong những thời khắc khó khăn chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì điều đó mới làm lên cái sức mạnh của dân tộc mình, và điều đó cũng đã thể hiện trong cái tính lịch sử của Việt Nam. Cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam là tính sức mạnh của sự gắn kết, sự tương trợ, chứ không phải là sức mạnh về mặt kinh tế hay sức mạnh về mặt quân sự. Chính vì vậy, sự gắn kết của các thành viên trong xã hội lúc này rất là quan trọng. Nhưng điều đó nó cũng phải xuất phát từ các lãnh đạo địa phương trong việc huy động, kết nối và thể hiện trách nhiệm mình với cái công dân của mình. Theo ông, chính quyền thành phố cần có những chính sách hỗ trợ như thế nào? Chính quyền địa phương ở các tỉnh thành cần có sự phối hợp ra sao? Cũng như vai trò của tổ chức xã hội, các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện để tối thiểu hóa những rủi ro như vụ 15 người container vừa rồi ạ? Tôi cho rằng đến lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng tôi đã vài lần đề xuất, nghĩa là chúng ta phải có một cái lộ trình chuẩn bị
và các bên phối hợp làm việc với nhau để chúng ta thực hiện được cái kế hoạch đó. Chúng ta truyền thông cho người dân biết là những cái người chúng ai có nhu cầu về thì sẽ được sắp xếp về, nhưng về theo một cái kế hoạch lộ trình để đảm bảo vừa đáp ứng được cái nhu cầu an toàn của cá nhân cũng như là cái nhu cầu an toàn cho cộng đồng địa phương từ nơi đi cũng như nơi đến. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải có một cái lộ trình phối hợp lên danh sách đăng ký về một cách cấp trật tự đảm bảo an toàn. Tôi nghĩ rằng là người dân sẽ hiểu và chia sẻ những cái khó của thành phố, khó của các tỉnh thành này. Tôi biết lúc này đối với người thực hiện ban hành chính sách và thực hiện chính sách có nhiều cái khó, bởi vì chúng ta tính toán rất là nhiều thứ, vừa đảm bảo cái tránh cái sự lây nhiễm, vừa đảm bảo cái sự ổn định cái nguồn lao động sắp tới sau khi mà chúng ta mở cửa trở lại bình thường, thì rất là nhiều cái bài toán tính toán. Tuy nhiên thì mọi thứ sẽ được giải quyết nếu như chúng ta bình tâm có những phương án xử lý và truyền thông cái phương án xử lý tới cho người dân, thông cảm với mình và cùng hợp tác với chính quyền các cấp. Và tôi cho rằng trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì đúng cái nhu cầu đáp ứng các cái gói an sinh lúc này là rất là lớn, và các cái tổ chức xã hội hiện nay cũng đang kết nối các cái nguồn lực và cả nguồn lực quốc tế thông qua các lãnh sự quán. Bản thân Viện Sosola cũng đã đang kết nối một cái dự án với lãnh sự quán Canada để hỗ trợ cho những người phụ nữ ở trong cái lĩnh vực mà lao động tự do không tiếp cận các cái nguồn hỗ trợ cũng như đáp ứng các cái nhu cầu tư vấn tâm lý, mà cũng rất là nhiều hứa hẹn trong việc gắn kết lãnh sự với lại chính quyền địa phương và các cái tổ chức chính trị xã hội địa phương để cùng chung tay để giải quyết vấn đề này. Một khía cạnh thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy rằng có những giai đoạn chúng ta phải đến từng ngõ gõ từng nhà để chúng ta thực hiện chính sách cấp phát tiền. Nhưng có những lúc ta cũng phải uyển chuyển bằng những cái sáng kiến từ các cái cộng đồng địa phương. Tôi ví dụ trong lúc này chúng ta sẽ kêu gọi các cái tổ chức xã hội, các cái hội đồng hương, họ có thể đệ trình với thành phố những cái kế hoạch và họ có thể hỗ trợ được nhận cái nguồn tiền hỗ trợ. Và cái mô hình này ở các cái quốc gia khác người ta cũng đang thực hiện, chứ không phải là cái sáng kiến của chúng tôi. Khi có những cái mô hình đề xuất hợp lý, họ vừa huy động bên ngoài và họ vừa nhận cái nguồn tiền hỗ trợ từ chính phủ để họ có thể đảm bảo, cam kết đảm bảo hỗ trợ được cho một cái các cái nhóm dân cư khác nhau mà theo đúng cái mục tiêu sứ mệnh mà các cái tổ chức người ta muốn hướng tới, chăm lo cho những cái nhóm đối tượng thụ hưởng. Thì tôi nghĩ rằng là đến lúc này thì chúng ta sẽ kêu gọi rất là nhiều, nhưng mà cần phải được tổ chức một cách bài bản, có cái sự quản lý rất là rõ ràng, minh bạch, thông qua một cái trung tâm để người ta đề xuất các cái dự án, ghi rõ các cái chỉ báo thực hiện và có giám sát kiểm tra. Để chúng ta thấy vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có những cái hoạt động thiện nguyện, tuy nhiên cái hoạt động thiện nguyện đó mang tính chất tự phát, dẫn đến rằng là cái tính chất tự phát đó chúng ta cũng không thể thống ngay từ đầu là những cái đối tượng mục tiêu hướng tới. Chính vì vậy chúng ta chưa hợp được với nhau để chúng ta chăm lo cho được những cái đối tượng mà còn nằm ngoài, không tiếp cận được các hệ thống chính sách hoặc là tiếp cận được sự hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng là trong lúc này chúng ta có thể huy động các tổ chức, các doanh nghiệp. Nếu chúng ta đầu tư cho các tổ chức, các cái doanh nghiệp, họ nhận người trở lại làm việc với những chất hỗ trợ, thì một doanh nghiệp họ có thể nói được 100, 200 người lao động. Và người lao động cảm thấy mình làm việc và mình có lương mà mình có thể trụ lại. Đấy là những cái giải pháp. Hoặc là các cái tổ chức xã hội, họ với cái tôn chỉ hướng đến những cái đối tượng thụ hưởng, những người yếu thế trong xã hội. Và họ có một kế hoạch đệ trình rõ ràng. Và họ nhận được hỗ trợ về mặt chính sách, hỗ trợ một phần nào tài chính, cũng như là tạo điều kiện để tiếp cận các cái nguồn lực hỗ trợ. Thì tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ giải dần được cái bài toán. Mặc dù có thể không toàn diện, nhưng ít nhiều
chúng ta có thể xoa dịu được những cái nỗi đau cho những người bị tổn thương trong xã hội hiện nay. Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, việc siết chặt giãn cách xã hội nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 nhưng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân. Từ đó, nhiều người đã tìm cách để được trở về quê hương tránh dịch. Mong rằng với sự chung tay của chính quyền thành phố, của các tỉnh thành cùng một số tổ chức xã hội khác sẽ có những giải pháp phù hợp giúp giảm tải được những khó khăn của người dân để những câu chuyện tương tự sẽ không còn tiếp diễn. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Lắp cắp ngay. Cảm ơn cảnh cáp. Thiếu sức mạnh, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Thiếu nước tăng lực nắm mùa, tăng thêm sức mạnh, mạnh mẽ, tuyệt vời. Tỉnh táo tức thì. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Thưa quý vị, dưa leo là một trong những loại quả rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Dưa leo không chỉ thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng mà còn chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Dưa leo có thể dùng làm các món ăn sống, làm salad, xào hay là muối dưa. Trong chuyên mục Sống Vui Khỏe kỳ này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị món dưa leo ngâm mắm, đơn giản, dễ làm để giúp quý vị đa dạng thêm bữa cơm gia đình. Trong khoảng 300g dưa leo chứa 45 calorie, 11g carbon hydrate, 2g protein. Ngoài ra, dưa leo còn chứa vitamin C, vitamin K và các khoáng chất như magie, kali, mangan. Dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Lượng vitamin K đáng kể có trong dưa leo giúp cải thiện hấp thu canxi, góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Thêm vào đó phải kể đến công dụng làm đẹp của dưa leo. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng, giảm kích ứng và giảm bớt cháy nắng cho da. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitacon. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong dưa leo có thể giúp quản lý cholesterol và ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Để làm món dưa leo ngâm mắm, chúng ta cần 1 kg dưa leo, 1/3 chén muối sống, nửa chén nước mắm, nửa chén đường, 1 củ tỏi và 3 đến 5 quả ớt. Cách làm như sau: dưa leo mua về rửa sạch, bổ đôi, lấy thìa nạo bỏ ruột bên trong rồi thái chéo khoảng 1 cm vừa ăn. Sau đó ướp dưa với muối sống, xóc thật đều cho dưa ngấm muối để trong khoảng 30 đến 45 phút. Dưa sau khi ngâm muối thì vớt ra rửa qua nước lạnh cho bớt mặn, sau đó vắt ráo nước. Nếu có thể, bạn đem dưa đi phơi một nắng để dưa giòn ngon hơn. Tiếp đến, bạn đun sôi cho hỗn hợp đường, nước mắm cho tan hết rồi để nguội hẳn. Cho dưa, tỏi, ớt băm nhuyễn vào trộn đều. Tiếp đến, đổ hỗn hợp nước mắm vào lọ dưa, đậy nắp kín để khoảng một ngày cho dưa ngấm mắm thì ăn được. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 14 tháng 9 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.